chăng ở thế này khi bạn đang miền cam thì mối bà cứ việc cam thì được bọc mai dùng tết bà cứ bị đôi từ năng Facebook chăng bà cứ về miền trung một tháng Facebay bà chăng đời xa ta bị muốn cứ cam thì Facebay năng app Facebay năng cứ về miền mà đo ngay từ đời ta về cả update đó nè lớn được hàng app hàng Facebay cứ còn bán thời cả bằng hàng từ đó ở dưỡng thà ở lớn đấy cứ cả update vào Facebay cứ bán từ bán chọc bạn chăng pi môn mà cứ Facebay cứ bị miền pì đầm bay thời cả link châu khné na bông ôn khné ba bị miền pì app trong cả link châu khné đầm bay thời cả rất lôi một việc bạn ok ta ở lớn đấy cứ dương cứ tập pro tại mùi té bạn cứ pro tại Facebay mùi té cứ dương ai ta rất lôi một việc bạn hay cả rất lôi một việc cứ nghe rồi mình tên đôi tên trong YouTube chăng bạn cứ tay con thay không ca rất lôi bảo vía cứ dương mình chăm bay này p không ca thuê video original được ấy đấy bây giờ có tại copy link channel YouTube đó nè được link bật riêng ấy nó không YouTube đồng bây giờ tập post đấy nó không Facebook hay mình nhạc cái châu mơ mình nhạc cái lên cứ dương nâng tự bàn lôi tại mà đòn bạn hai chục phút không ca đã lôi đỏ lối cứ dương ai đỏ bàn tam để dạc cái này đấy ABA rưu có bình bà rưu có tình kia AC được đang chạy đàm bạn ok chăng đồng bay cùng mọi khả phê về lý dụ nè bóng phô nè bóng phô cho một căn trình trạng bóng phô này còn ra từ nâng là tư sắp Android Android bóng phô cho một căn Play Store mắt và tòa mắt bóng phô vi biệt thà Facebook bà chăng bóng phô vi biệt thà Facebook cái chinh nó tập đồng bạp nì bà chăng bóng phô thư ca tầm lạng viên tất đòi xa thật chăng bạc toàn thư ca tầm lạng rủi đòi hai ok chăng tòa mắt cái chăng trình lượng biệt thà Open tầm đồng rồi có ai cho tòa căn Home Screen nè bóng phô nè bà chăng nhầm xong trình lượng biệt thà Open tầm đồng bà ok bà chân chung phố bông bông này mà toàn màn chị subscribe bông bông chui chị subscribe nè mùi tới bông bông được nhé bà đồng bày từ tôi bà nơi video thông mấy thông mấy đài xem bà thưa ca bằng hai đồng bày thưa ca lực chất đo rụp xem bà không ca và hai video review video thông mấy thông mấy đó bông bông tiền bà quân ok chân nó phê đã cho đi bà trong thông trong này cứ bị miền phí bà không chung rớt bị miền phí tìm mối cứ thưa ca lọc in cho tầm đó bà trong chung là tìm mối đã miền rụt con sao nên bà trong này cứ kê ao dân thưa ca đài chung phố đã dân miền cái này hơi sạp bà chung phố đã dân miền này sao vẫn đang bông ổn được nhé bạn trong này cứ dân về còn tại vì lấy từ sạp tới bông ổn được nhé bà son man bà bông ổn tới bà và to mà tiếp trong này cứ chia chấm nói là không password bà chấm nói không password bông ổn password man ấy bông ổn đã chạy lực biện thao hoặc lock in tạm đo bạn ok chẳng đợi xa hết một đợt chụp bút bông ổn đại tay nâng lên lên cho mua từ đằng ở em mua nấy chắc bóng phôn trời chơi lập biệt thay nhu account bài bóng phôn trời chơi lập biệt thay nhu account đám bay thua ca bằng ca tầm nâng ở cái này ở em Facebook là tầm đoàn bạn ok chắc bóng phôn nâng khơi nhé tầm rung bài đi được cho mua từ nâng em Facebook là bóng phôn các bạn cứ dương con từng nghi nghi mến tên dương con tay thua ca xe bọt đường riêng được trong YouTube đám bay giờ mà phôn được nông ở Facebook hay mình nhạc khi mới chớn bà dương nâng thủ bán lời bạn ok chương mà đo trong chấm nách này bà chương dương tơ thừa vài tiết bà mà đo trong chấm nách này nam bông phô nặc nhé bà chương mà đo trong chấm nách này hai khi dương mình toàn ban ai thôi ca rất lôi chấm mùi về bàn tê chương dương tơ tai bông bay tận nặng ánh sáng mùi chấm nốt đẹp đẹp quan tận vì dương đọc đập bay thừa ca sna sông sất non ca rất lôi chấm mùi nặng tận nặng ép nặng ok chương bông phô cả lấy mơ không phèm chú nắng phèm step nắng bà phèm ập nắng bông phô hai bông phô cả lấy mơ biệt hàng nực hành nè vì miền tre bay chương bông phô cho một căn tre bay má bà bông phô được nhé bà cho một căn lại tre bay cứ viên đường trên nó chưa từng rồng bài này chương bông phô tre cho một lại hàng vùng mua liền nát bông phô được nhé bà cho một căn lại hàng vùng mua liền má ok chương nâng khơi nó trống này bà chương trong nâng bậc hai pi chương tuần này cứ viên tầm ra dương thực cả đặt nơi profile bà chương dương ai thực cả đặt profile ban đôi từ nâng Facebook chương bông phô được nhé bà ok chăng dương là lỡ dương châu mà mơ trong này vinh bà đồng bệnh thừa ca hà nhé nè ok chăng bông phôn châu một căn lại rụt con chá hay rưu có xịt thiên rưu có ca cũng nói đó nè cho lại rụt con chá chăng bông phôn nâng khơi nơi lại ní cứ lệ đọc pram pram rồi học bày chăng dương chạy lơ thằng máu dương dựa đây sẽ lệch lơ răng lý máu đồng bệnh chánh bà dựa bật tốt máu dương thừa ca đã chung mùa bà cứ chơi chung mùa bỏ dưới cái nè bông phôn được nế bà chăng bông phôn đã chung mùa ấy có chung mùa tới bông phôn sạch nâng chất bỏ bông phôn không cả đại ok chăng nhâm xong đã chung mùa bà ok và tốt mắt em chạy lập biệt hạt xeo thì mà đó bạn ok chẳng viên đang chụp mua nó trong chúng nói này hay bạn chẳng mong con mà khơi nó chúng nói trong này bà chúng nói trong này cứ chia tụ sạp này cứ chia lấy tụ sạp tại bóng phôn thực ra ra rọt ngay và cứ chia lấy tụ sạp tại bóng phôn ra nè ok chẳng nhầm xong đã nơi bóng phôn này lấy tụ sạp tiết bà tốt mắt em chạy lập biệt hạt xeo ok
ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចទាំងនេះបាទត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទគឺជាចំណុចសំខាន់ដែរមួយបាទគឺជាលេខកូដអ្នកណែនាំបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់លេងបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំនៅដែលខ្ញុំបានបង្ហាញលេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅលើអេក្រង់សម្រាប់បងប្អូនបាទឬក៏បងប្អូនមានលេខកូដអ្នកណែនាំរបស់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់លេខកូដណែនាំរបស់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបានដោយមិនមែនថាចាំដាក់បានតែលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំទេណាតែបើបងប្អូនមិនទាន់មានទេបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់នៅលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញលេខកូដណែនាំសិនបងប្អូននៅគ្នាបាទโอเคចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះទៀតបាទគឺយើងត្រូវបំពេញទៅនឹងអ៊ីមែលបាទគឺបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានអ៊ីមែលបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញទៅនឹងអ៊ីមែលទៅបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ទៅនឹងអ៊ីមែលសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមបំពេញទៅនឹងអ៊ីមែលបន្ទាប់ពីបំពេញហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា sell តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺ change password បាទ change password គឺបងប្អូនត្រូវតែដាក់ password ដើម្បីធ្វើការ log in ណាណាបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែដាក់លេខកូដហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានត្រឹមយ៉ាងតិចគឺ6ខ្ទង់បាទគឺឬវាមានលាយឡំជាមួយទៅនឹងអក្សរណាបងប្អូនអរគុណបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងយើង log in ចូលតណាបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញទៅនឹងលេខកូដសិនបងប្អូនអរគុណបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបំពេញបានដាក់ហើយបាទបានដាក់លេខកូដ change លេខ password រួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរគឺពាក្យថា change pin បាទ change pin នេះគឺជាលេខកូដ4ខ្ទង់គឺជាលេខកូដ4ខ្ទង់សម្រាប់នៅក្នុងការដកលុយគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងរកលុយបានហើយយើងត្រូវតែធ្វើការដកលុយណាអញ្ចឹងយើងកូដ4ខ្ទង់នឹងពីចំនួន2ដងដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដ2ដងបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានដាក់លេខកូដរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់នៅត្រង់ដើមបាទអញ្ចឹងយើងចប់ហើយត្រង់ step ទី2នេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ step ទី3មកដងកន្លែង order នេះបាទ order នេះគឺជាវាគឺជាឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅភេទបាទអញ្ចឹងបងប្អូន select នៅត្រង់នេះមកវាមានភេទប្រុសភេទស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកនៅភេទប្រុសឬក៏មិនបញ្ជាក់ភេទបាទខ្ញុំតបមកវាពាក្យថា sale តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះទៀតបាទមកត្រង់ចំណុចនេះទៀតគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនឲ្យបានឬក៏មិនពិតក៏បានបាទវាយល់ល្អយើងគួរតែដាក់ពិតទៅគឺវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលេខលេងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់សិនបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងដាក់បងប្អូនសាច់ទៅចិត្តបងប្អូនចង់ដាក់ពិតឬក៏មិនពិតវាមិនអាស្រ័យទៅលើការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់ពិតក៏បានមិនពិតក៏បានដែរអូខេបន្តមកយើងយកពាក្យថា sell បាទយើងយកពាក្យថា sell អូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុច step នេះគឺយើងបានហើយហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងខាងខោគេបាទម្ដងបាទយើងចូលមកខាងខោបាទត្រង់នេះគឺកន្លែងនៅក្នុងការបញ្ជាក់ដើម្បីធ្វើការដកលុយបាទ KH នេះគឺជាប្រទេសខ្មែរបាទ AN នេះបាទនេថាលេខជាប្រភេទគណនីធនាគារណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺវាមាន ABA Bank បាទគឺ ABA Bank គឺជាប្រភេទធនាគារគឺវាឲ្យយើងធ្វើការដកលុយបានជាមួយទៅនឹងប្រភេទធនាគារបាទត្រង់នេះគឺគេឲ្យយើង account number គឺយើងដាក់នៅ account លេខ account ធនាគាររបស់យើងត្រង់នេះគឺជាឈ្មោះរបស់ធនាគាររបស់យើងបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងមិនទាន់បំពេញក៏បានដែរបាទត្រង់ចំណុចនេះណាចាំនៅពេលដែលយើងមានលុយទើបយើងបំពេញក៏បានដែរបាទវាមិនជាអ្វីនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចលុបពាក្យថា sell តែម្ដងបាទយើងចុចលុបពាក្យថា sell បាទអូខេរួចរាល់ត្រង់ម្ដងនេះគឺយើងមាននៃ Facebay មួយហើយបាទយើងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងដល់វគ្គត្រូវតែរកលុយម្ដងតើយើងរកលុយដល់របៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចមកដល់ត្រង់ចំណុចក្នុងការចំណុចដែលធ្វើការដាក់រូប profile អញ្ចឹងយើងចុចលើកន្លែងសញ្ញាកាច់អញ្ចឹងយើងបានធ្វើការដាក់រួចរាល់ហើយជាមួយទៅនឹងរូបភាពបាទអញ្ចឹងយើងមក select នៅខាងក្រោយ background នៅខាងក្រោយនេះទៀតគឺជា cover cover បងប្អូនអាចធ្វើការដាក់បានបាទដាក់ជាមួយអ្វីក៏បានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ត្រង់ដាក់រូបមួយនេះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើសញ្ញាគ្រីសឲ្យវារត់ទៅដល់ 100% បងប្អូននៅគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងបានហើយបាទបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដល់វគ្គក្នុងការរកលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ក្នុងការរបៀបនៅក្នុងការរកលុយជាមួយទៅនឹង Facebay បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ក្នុងចំណុចនេះបាទកន្លែងសញ្ញាលេខបូកណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទកន្លែងសញ្ញាលេខបូកបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺយើងអាចធ្វើការផុសរូបភាពនៅក្នុង YouTube ដើម្បីធ្វើការយក like ដើម្បីយក view ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ YouTube សិនបាទខ្ញុំចូលមកដល់ YouTube ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកដល់ YouTube ហើយអញ្ចឹងយើងចុចដើម្បីធ្វើការយក link បានដើម្បីធ្វើការយក link បានណាណាយើងចូលមកកាន់កន្លែងពាក្យថា share បាទយកពាក្យថា share បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា copy link បាទយកពាក្យថា copy link បន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ Facebook របស់យើងវិញយើងបន្ទាប់មកយើងចុចលើសញ្ញាលេខបូកនេះ
បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបាទធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យវាដំណើរការបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដើម្បីធ្វើការដាក់យើងចូលមកកាន់ឡាញរូប YouTube នេះមកបាទបន្ទាប់មកយើងយកដៃនេះយើងម្រាមដៃរបស់យើងហ្នឹងយើងមកប៉ះត្រង់នេះបន្ទាប់មកស្លេចលើវាជាប់បន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យនៅត្រង់នេះពាក្យថាតភ្ជាប់ឬក៏ផាសបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់រួចរាល់ហើយយើងចុចលើពាក្យថា set បាទបន្ទាប់មកវានឹងចេញនៅតម្រងបែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការផុសតែម្ដងបងប្អូនអាចធ្វើការលើផុសណាបើសិនជាករណីផុសទៅឃើញដុល្លារពណ៌ខ្មៅគឺយើងមិនអាចទទួលបានលុយនោះទេបាទសិនជាយើងបានផុសទៅចេញជាដុល្លារពណ៌ខ្មៅណាតែបើសិនជាវាចេញជាដុល្លារពណ៌ខៀវគឺយើងអាចទទួលបានលុយអូខេអញ្ចឹងយើងសុំផុសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងការផុសហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការផុសគឺយើងផុសភ្លាមគឺអាចមានអ្នកមើលភ្លាមតែម្ដងបាទគឺវាមិនពិបាកទេប្រសាតែនៅក្នុង app មួយនេះគឺវាងាយស្រួលលេងមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសាសិនបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សិនបាទត្រង់នេះគឺខ្ញុំផ្លេចបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែយកដៃមកចុចលើដុល្លារពណ៌លឿងនេះលើដុល្លារនេះមកដើម្បីឲ្យវាទៅជាដុល្លារពណ៌លឿងបាទដើម្បីធ្វើការរកលុយបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាផុសបាទយើងចុចលើពាក្យថាផុសទៅធ្វើការរងចាំបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការផុសហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺខ្ញុំធ្វើការផុសហើយចេញទៅហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងអាចផុសទៅអាចចេញទៅជាចេញ like ចេញ comment ចេញ share អីដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងក៏អាច add friend បានដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺយើងអាច add friend បានដែរជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងយើងនេះបងប្អូនឃើញហើយគាត់តែផុសចេញមិនតែភ្លាមទេគឺយើងមានអ្នកមើលមួយ view ទៅហើយបាទគឺវាងាយស្រួលមែនទែនបាទគាត់តែផុសភ្លាមគឺមានអ្នក view មួយទៅហើយបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឆែកមើលក្នុង balance របស់យើងយើងគួរឆែកមើលត្រង់ណាបាទបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង trade 3នេះតដែរបាទបន្តមកបងប្អូនមើលពាក្យនៅពាក្យថា account ចុចលើពាក្យថា account ចុះបងប្អូននឹងឃើញនៅទម្រង់នេះហើយបាទគឺជាទម្រង់នេះហើយបាទនេះគឺជា balance របស់យើងដែលយើងអាចធ្វើការដកលុយជាមួយវាបានបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអ្នក view គឺយើងអាចធ្វើការដកលុយជាមួយវាបានហើយនៅពេលដែលយើងមានលុយគ្រប់ទៅនឹងអ្វីដែលគេកំណត់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺមកដល់កន្លែងរូបសញ្ញាក្តឹងរូបសញ្ញាក្តឹងនេះនៅពេលដែលមានអ្នកដែលគេ add ចូលមកយើងណាគឺវានឹងចេញនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ add friend បើសិនជាចង់ add friend បងប្អូនចូលមកកាន់នៅកន្លែង home នេះវិញរួចមកហើយបងប្អូននឹងឃើញនៅកន្លែងពាក្យ select នៅត្រង់នេះពាក្យថា search ណាអញ្ចឹងយើងអាច search មកបងប្អូនអាច search មកឬបាទនេះគឺមានអ្នក view ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺមានអ្នក view ហើយក៏មានអ្នកឲ្យបេះដូងទៅនឹង video របស់ខ្ញុំដែរបាទគឺមួយមាញ់សោះគឺខ្ញុំបាន4 3 view ហើយគឺមានអ្នកឲ្យបេះដូងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការនៅពេលដែលមាន view ច្រើនយើងអាចធ្វើការមើលបាននៅក្នុង balance របស់យើងត្រង់នេះណាបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់ត្រង់ចំណុចត្រង់ណាឬក៏អាចធ្វើការ comment សួរឬក៏អាចឆាតមកកាន់ Facebook page របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ